chưa? Ở bên trong người ta mở nhạc rất là to luôn, không biết là mọi người có nghe được mình nói gì không ha. Ở phía sau mình, mọi người có thấy là gì không? Chợ đêm Helio. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái khu chợ này. Đây là chợ đêm nổi tiếng bậc nhất và lớn nhất Đà Nẵng luôn, nằm ngay trên đường 2 tháng 9, sát cạnh công viên Châu Á ha. Mọi người hãy cùng mình khám phá nhé. Nằm ngay trên đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Bắc, thành phố Đà Nẵng, chợ đêm Helio là khu chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng với rất nhiều những gian hàng ẩm thực đa dạng, phố hải sản nhộn nhịp, không gian bia nướng sôi động. Chợ có thời gian hoạt động từ lúc 17 giờ đến 22 giờ 30 mỗi ngày, chia thành 3 phân khu chính: khu ẩm thực, khu mua sắm quần áo, phụ kiện và khu lễ hội. Ngoài ra còn có cả khu vui chơi trong nhà dành cho trẻ em và cả khu check-in sống ảo dành cho giới trẻ nữa. Phải nói rằng chợ đêm Helio ra đời là một sản phẩm du lịch về đêm hấp dẫn nhất, thu hút khách trong và ngoài nước khi đến với Đà Nẵng. Khu ẩm thực với hàng trăm những món ngon hấp dẫn mang đặc trưng rất lớn của ẩm thực đường phố. Thưởng thức hương vị phong phú đến từ nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau, từ bánh gạo cay tteokbokki, bánh xèo Nhật Bản, há cảo, sushi, kim bắp, cho đến những món ăn vặt đường phố giải nhiệt như trà sữa, trà chanh, cóc, xoài lắc. Cùng hương vị đến từ ẩm thực truyền thống của người dân Đà Nẵng như mì Quảng, bún thịt nướng, bún mắm, bún chả cá và rất nhiều những món ăn ngon khác. Bây giờ thì mình sẽ lội một vòng quanh cái khu ẩm thực này, coi khu ẩm thực có gì. Bên này là lẩu ly nè, với giá là 20k. Tất cả những cái gian hàng ở đây bán đều có những cái giá niêm yết sẵn rồi. Có bánh xèo, có bún thịt nướng và có cả mì Quảng nữa, ngay ở trên cái đường này. Bên này là bánh hỏi thịt nướng ha. Rồi ở đối diện bên này thì có bánh xèo nè mọi người, với giá là 7.500 một cái ha. Bên này là quầy bún thịt nướng, ram cuốn cải và nem lụi. Ghế trống còn rất là nhiều luôn, nhưng mà mình vừa mới ăn cũng rất là nhiều nên mình sẽ không đi vào những cái quán bên này, bởi vì những quán bên này là dành cho những bạn nào đang rất là đói và những bạn nào chưa ăn tối thì đến đây sẽ ghé những cái quán này. Còn mình á, mình chỉ đi tìm những cái món ăn đơn giản, món ăn vặt đường phố thôi. Bên này có một cái quầy mà người ta đứng xếp hàng rất là đông luôn nè. Đây chính là quán bánh mì nướng muối ớt ha. Bên này có một cái món rất là hay, đây là trứng vịt lộn nướng mắm ớt, 12k. Đây mọi người, người ta bỏ vào những cái chén nhỏ nhỏ và sau đó nướng ở trên cái thang này nè.
xiên que Hàn Quốc. Mình sẽ lấy một cây ăn thử. Bây giờ thì mọi người đã thấy đông chưa? Ở bên trong này đông nghẹt luôn, không có chỗ ngồi nữa rồi mọi người ơi. Mình sẽ ghé qua bên cái khu vực hải sản xem được người ta có bán những gì ha. Khu hải sản tự chọn chính là điểm thu hút du khách khi đến với chợ đêm Helio Đà Nẵng. Khu phố hải sản tươi sống được đầu tư hoành tráng, du khách sẽ thỏa sức nhìn ngắm và tự mình chọn lựa những loại hải sản tươi ngon được trưng bày và chế biến ngay tại chỗ. Đây chính là một trong những điểm nhấn của chợ đêm Helio, một chợ đêm có 102 này. Hải sản ở đây thì cũng không nhiều lắm, bởi vì mình nghĩ thì người ta sẽ thích ăn những món ăn vặt hơn, chứ người ta không vào đây để ăn hải sản, bởi vì Đà Nẵng có rất là nhiều những cái khu hải sản nổi tiếng ở bên đường biển á. Khu mua sắm với gần 100 gian hàng, du khách có thể tìm thấy tại chợ đêm trang phục, phụ kiện, mỹ phẩm và cả những đồ handmade nhỏ xinh xắn nữa. Các gian hàng nơi đây luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của một năm về trước. Còn bây giờ thì trước đây ở khu vực này có rất là nhiều những gian hàng bán quần áo và các phụ kiện luôn. Nhưng mà thời gian gần đây do nhu cầu mua sắm người ta không có và người ta chủ yếu là ăn uống, cho nên là những cái quầy bên này người ta đã đóng hết lại rồi, không còn bán như trước đây nữa, chỉ còn vài cái gian hàng nhỏ nhỏ ở bên kia thôi. Ở bên này là khu vực sân khấu biểu diễn nè mọi người. Và khách người ta sẽ mua đồ ăn đến ở bên này. Người ta sẽ lấy ghế và bàn ở bên kia. Ở đây. Đây, người ta lấy ghế và bàn ở bên này và mang thức ăn lại đây và ngồi ăn thoải mái nha. Mình chỉ việc mua đồ ăn và lấy bàn ghế ở đó thôi, mình sẽ không tốn thêm bất cứ chi phí nào nha. Khu lễ hội diễn ra tại sân khấu chợ đêm Helio từ 20 giờ hàng ngày. Du khách có thể thưởng thức những màn trình diễn của những ban nhạc vũ công đường phố cùng với những đêm nhạc với chủ đề EDM Acoustic Cover. Đồng giá là 15.000 một xiên. Thịt ngũ sắc, thịt heo nướng, xúc xích, hồ lô, heo cuộn chiên châm. Với một cái bếp lửa rất là to luôn và rất là nóng, đi qua ở bên cái khu này toát hết cả mồ hôi á.
cái khu vực này là khu vực để khách có thể ngồi uống bia và ăn thịt nướng nè. Người ta trang trí theo phong cách rất là bụi ha, nhìn rất là châu Âu luôn á. Bởi vì người ta dùng những cái thùng phi sau đó sơn màu lại, làm cho mình có một cái cảm giác nó rất là chất luôn. Sẵn sàng chén choáng men say, thưởng thức hàng chục món nướng thơm lừng hợp cả, và cùng anh em vô đầy hào hứng. Không gian bia và nướng độc đáo của Helio gây ấn tượng bởi mái vòm ánh sao với những dải lụa sắc màu và những thùng phi chứa đầy bia lạnh, mang hơi hướng của một lễ hội bia châu Âu nổi tiếng. Bạn có thể lựa chọn cho mình một loại thức uống có cồn hay say men với rất nhiều những loại bia nội địa nhập khẩu, nhấm nháp một loại đồ nướng thơm ngon hay say đắm với những món gà nướng, thịt xiên hấp dẫn đậm đà, trong khi nhún nhảy theo âm nhạc trình diễn live tại sân khấu. Đó đích thực là một không gian sôi động bậc nhất với những tràng cụng ly bất tận hào sảng, đậm đà tình bằng hữu vào không gian nhiệt đới phấn khích náo động. Đến chợ đêm Helio cũng đồng nghĩa đến với không gian check-in sống ảo tuyệt vời. Không gian chợ đêm Helio được đầu tư trang trí vô cùng đẹp mắt với vô vàn những ánh đèn lung linh đủ màu sắc trong đêm. Đến đây thì hãy nhớ check-in ngay tại cổng trước nha. Mô hình hai chiếc thuyền đang vươn bồm ra biển lớn, hai bên là hai dãy nhà nhỏ mang gam màu nổi bật, hay những thùng phi đầy màu sắc cũng dễ dàng cho bạn những bức ảnh tuyệt vời. Khu bên này á, là cái khu ở phía trước mặt của chợ Helio luôn. Mọi người nếu như thích sống ảo thì ra đây sống ảo. Bên này là dành cho những thanh niên thích sống ảo như mình. Người ta trang trí rất là nhiều những cái đèn led luôn, rực rỡ sắc màu. Và ở bên kia có những cái tiểu cảnh nữa, mọi người theo mình nha. Mọi người có thấy gì chưa? Ở bên này là những cái bức tường được làm từ thạch cao thôi, rất là lung linh ha. Mình có thể đi vào bên trong cái cửa kia kìa, sau đó mình ở bên trong kia và mình chụp hình ra cũng rất là đẹp luôn. Ở phía bên trên này người ta cũng làm những cái tiểu cảnh, nhưng mà trên đó thì người ta không cho lên đâu. Ở bên trong này chỉ có vào cái cửa này thôi để chụp hình ra thôi. Đây này mình sẽ cho mọi người thấy ha. Đây mình sẽ vào cái căn nhà này. Đây, bên trong là một đại dương bao la. Và đây là mình sẽ đứng vào trong cái khung cửa sổ này. Vài người bên ngoài sẽ chụp vào. Bây giờ thì mình sẽ làm một tấm để coi thử nó như thế nào ạ. Thấy không ta? Chắc không thấy rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của đây ha. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ. Nhớ ấn like, share và subscribe kênh của đây để đón xem những tập tiếp theo nha. Bye bye.